về đây trong hoa lá hỡi cánh chim giáng hoa, về đây trong hương xa thơm tươi say mơ quê lơ lửng dòng hương năm tháng còn vương lời ai trong tiếng dịu êm cô lái bên sông còn vang lời thơ. Thưa chúng tôi xin được phép kính chào quý khán thính giả của đài Lido Sài Gòn TV. Chúng tôi là Bùi Bích Hà, hôm nay rất là hân hạnh và rất là hãn hữu được diện kiến với lại nữ danh ca Tâm Vấn. Bà vừa từ Sài Gòn đi sang Hoa Kỳ và đặc biệt là ngừng chân ở California, quận Cam của chúng ta thì đúng hơn, để được đoàn tụ với lại hai con trai, hai cháu nội, con dâu và tất cả bạn bè thân hữu đã từng quen biết cũng như là đã từng ái mộ bà trong nhiều thập niên qua. Trước mặt quý khán thính giả là nữ danh ca Tâm Vấn, em xin thân ái chào chị. Xin chào Bích Hà trước đã này, và xin chào tất cả quý vị khán thính giả phải không? Dạ, vâng ạ. Thưa chị, em vẫn cứ nghĩ chị là một giai nhân theo cái ký ức của em mà từ cái ngày em còn trẻ. Và chắc ngày đó chị cũng còn trẻ lắm. Thì thưa chị, nhìn thấy chị hát một lần đâu đó trên đài truyền hình, chứ không thực sự được nhìn chị hát trên sân khấu. Nhưng mà cứ nghĩ là không biết có bao giờ mình được gặp cái người danh ca này không. Là bởi vì cái tiếng hát của chị ngày hôm đó đối với em thì em không có được nhiều thì giờ để mà sinh hoạt gần gũi với lại cái thế giới âm nhạc. Nhưng mà thì chị thỉnh thoảng mà có dịp nghe thì cũng biết chiêm ngưỡng, cũng biết thưởng thức những cái giọng ca thì chị phải nói là mê hồn. Thì chị thấm thoát mà đã 60 năm qua từ ngày em nhìn trong cái cuốn album này. Chị là một cô thiếu nữ, rất là đơn sơ. Mà em cứ nhớ là có cái gì nó gợi nhắc mình trong thơ của Nguyễn Bính ấy chị. Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng cỏ nội bay đi nhiều. Vâng. Thì là chị đã hát trong cái chương trình, nhiều chương trình của Đài Phát Thanh Hà Nội trước khi chị vào Sài Gòn. Thì chị có, nếu mà chia sẻ với khán thính giả ngày hôm nay nghe chị cũng như em ngồi đây với chị thì chị sẽ bắt đầu từ đâu? Thì em không biết bắt đầu từ đâu để xin chị kể lại. Nếu mà nói thật ấy, giờ thì mình đã hát và đi diễn kịch và múa từ 1945. Nghĩa là cái thời gian mà đất nước chuyển mình đấy. Các trẻ em ở trong nhà hay là các thanh niên, thiếu nữ đều là phải ra sinh hoạt thời đó. Thì mình là một nhi đồng thời đó, 12 tuổi. Thì mình trời cho mình hát luôn luôn miệng đấy chị. Thành ra hát trôi chảy nhiều bài hát lắm. Thành ra các chị phụ trách, anh chị phụ trách ở trong đoàn thì luyện tập cho mình để đi trình diễn ở nhà hát lớn, trình diễn ở các nơi gọi là, bây giờ thì mình gọi là tụ điểm, nhưng lúc đó là sân khấu dựng ngoài trời. Đấy, chạy hôm. Em nhớ là nhà hát lớn là cái nơi mà trang trọng nhất phải không thưa chị? Đây thì các chị thiếu nữ lúc đó vào khoảng độ 17-18 tuổi, thì hơn mình độ 5 tuổi, thì các chị đã là thiếu nữ rồi. Thì bắt buộc phải học múa, học hát. Và hồi đó các chị ở những phố Hàng Bạc, phố Hàng Đào, phố Hàng Buồm rất là xinh đẹp. Tóc dài, xõa ra. Nhìn chị thì biết rồi. Tóc dài, xõa ra, áo dài. Bé tí nó phải mặc áo dài rồi thời đó. Thì lúc đó cơ. Chị, em thấy chị có cái phương danh rất là đẹp. Cái thời đó là em nghĩ cái thời xa xưa, có lẽ là không mấy cô thiếu nữ mà có những cái tên mà nó có một cái ý nghĩa, mà em thấy nó vừa có ý nghĩa về cái ngữ nghĩa của cái chữ đó. Nhưng đồng thời nó có một cái, nó gợi một cái gì đó. Chẳng hạn chị cái tên Tâm Vấn em thấy rất là lạ, xin phép chị để em được thưa như vậy. Thành ra em nghĩ là nếu mà các cụ ở nhà mà đã lựa chọn cho chị cái tên như vậy thì chắc là cũng sẵn sàng để cho chị được tham gia những cái sinh hoạt mà ngày đó em nghĩ là các cô thiếu nữ mà kín cổng cao tường thì khó lòng mà bước vào cái thế giới âm nhạc lắm, phải không thưa chị? Thưa chị thế này này. Cái nói có nhiều người ở Sài Gòn ngày xưa đó cứ hỏi mình rằng tôi cứ nghĩ họ cô Tâm Vấn, tại sao lại tên là Vấn mà không là Vân? Quá hay chị. Thế gì mới bảo rằng, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái tên Vân mới hay.
Thì tôi bèn kể cho các cụ nghe như thế này. Tên tôi là Dương Thị Vân. Vâng. Dương Thị Vân. Vâng. Thì bên bà ngoại tôi lại tên là Vân. Vâng. Thì bố tôi không biết mới đặt tên tôi là Vân. Thế thành ra cụ lại phải đổi là thêm dấu sắc vào là Vân. Thì khi mà tôi đi học thì các bạn của tôi nó cứ bảo tôi là Vân Khăn, rồi là Vân Thuốc Lá chị ạ. Vâng, cứ gọi tôi thế. Thế xong tôi lại mê cái tên là Tâm. Vâng. Tôi mê cái chữ Tâm lắm. Vâng. Thì tôi gọi các bạn tôi chẳng phải gọi tao là Tâm, tên vâng. tao là Tâm. Vâng. Thế thì chỉ gọi như thế. Thì đến khi lúc mà vào khoảng độ 14, 15 tuổi thì tôi ghép hai cái chữ là Tâm Vân. Vâng. Vì sau này thì tôi lấy giấy tờ hoàn toàn là Dương Thị Tâm Vân. Vâng. Đó cũng là một cái tên thật. Thưa chị, cái họ Dương của chị nó có thuộc về một cái gia đình em nghĩ là thế gia lệnh tộc ở ngoài Bắc. Vâng, thưa chị, dòng Hà Đông của chúng tôi dòng mà chị. Dòng văn học đó, thưa vâng, chị. Vâng, đó. Thưa chị, Tâm Vân là hỏi lòng. Vâng, đấy. Em không biết gì cả. Cái đó thế thôi chị, nhưng mình mê cái chữ Tâm lắm. Vâng, thì chị thấy lúc mà chị đi hát trong cái tuổi mà còn thiếu niên như vậy đó thì chị có thấy các cụ ở nhà có cản trở cái gì không? Không, lúc đó thì vui lắm. Vâng. Lúc mà trẻ con nào cũng phải đi ra ngoài hoạt động sinh hoạt hết. Vâng. Thế xong được một thời gian chị biết đấy, vâng. Tháng 8 1945 vâng. cho đến tháng 12 1946 vâng. là phải Tây trở lại. Vâng. Tôi trở lại thì tôi lại được ở thành với gia đình, vâng, ở lại vâng. Hà Nội với gia đình. Tôi không có đi di tản, tản cư, hồi đó gọi là tản dạ, cư vâng, đó, tản cư một ngày nào hết. Vâng. Tôi ở lại Hà Nội. Ừ. Thì lúc đó Tây lập lại, Đài Phát Thanh Hà Nội bắt đầu mở. Vâng. Vâng. Thế chị, thời đó mà chị không tản cư thì ở Hà Nội có cái gì nguy hiểm không thưa chị? Dạ, thưa chị, mình bom ở lại thì... hay là cái gì? Có, vâng. có nhưng mà nó chỉ cứ một cái đêm hôm, vâng. hôm của tháng 12. Vâng. Nổ bom ở những cái, vâng. cái mìn ở những cái cống á chị, vâng. tôi còn nhớ mà tôi rất sợ nó nổ tung hết cả để vâng. để nó đánh gọi hồi vâng. đó vâng. thưa chị gọi là Việt Minh vâng. chứ chưa gọi là Việt Cộng. Dạ, thưa đúng. Vâng. Chị lộ cái bằng mặt thật. Vâng, đúng đó cho tôi đã 13-14 tuổi rồi chị. Vâng, đúng không? Thưa chị, khi mà chị hát thì là cái sân khấu đầu tiên mà chị trình diễn là em biết là Đài Phát Thanh Hà Nội. Vâng. Và bên cạnh đó là Nhà Hát Lớn Hà Nội. Vâng. Chị có còn nhớ cái bài hát đầu tiên mà khi chị lên sân khấu trình diễn cho khán thính giả nghe chị và xem chị không? Chị có biết rằng tôi tuy rằng là tập hát mới hát, dạ. nhưng mà cái tính của tôi, cái tật của tôi lại ưa những bài hát khó. Ừ. Vâng. Hồi đó là nhạc Dương Thị Tước với Tổng Ánh thì chấm lãnh Hà Nội. Dạ vâng. Vâng. Thì tôi mê nhất là cái bài Cánh Bằng Lướt Gió của nhạc sĩ Dương Tiểu Tước. Vâng. Thì tôi hát đầu tiên ở Đài Phát Thanh Hà Nội. Vâng. Hồi đó là hát mỗi một sáng chủ nhật, hát gratis chứ chị. Vâng, gọi là hát miễn phí. Vâng, miễn phí. Vâng. Hát không ăn tiền, vâng. lên thử giọng hát vâng. thôi. Thế vâng. mình đến thử giọng họ thấy thấy được thì để cho mình ghi tên mình hát ngày chủ vâng. nhật. Vâng. Tôi với lại Văn An Vũ Nhân, những người bạn của tôi mà sau vâng. là nhạc sĩ làm những bản Thu Tàn Tình Thắm vâng. rồi vân vân chứ chị. Vâng. Thì tôi mới làm bạn với các bạn đó học sinh từ đó. Vâng. Vâng. Em nghĩ là chị là một trong những người may mắn. Là tại vì những người đồng thời với chị mà em còn nhớ được đó, ví dụ như là ca sĩ Minh Đỗ, vâng. Minh Diệu, rồi chị Mộc Lan, vâng. rồi chị Ánh Tuyết, phải không ạ? Vâng, vâng. Rất nhiều chị, em nghĩ là trước sau chị độ một vài năm thôi, vâng. gần như là cùng một cái thế hệ với vâng, nhau đó. Vâng. Có người sau vâng. mấy năm. Thì bây giờ các chị hoặc là đã qua đời, vâng. hoặc là tản mác đó đây mà sức khỏe cũng không được tốt, phải không ạ? Vâng, như là chị vâng. Mộc Lan, em nghe nói là còn ở Sài Gòn nhưng mà cũng sức khỏe cũng không được tốt lắm. Vâng. Trong khi chị thì vẫn còn khỏe mạnh, vâng. rồi chị có thể đi những nơi xa xôi như hiện nay chị đang du lịch ở bên Hoa Kỳ. Và cái thứ sáu tuần trước tụi em được nhìn thấy chị ở trên sân khấu mà chị đã một mình diễn dịch lại những cái hành trình của mình từ cái lúc chị bắt đầu đi hát cho đến khi mà chị không được hát nữa. Và chị kể lại những cái tình bạn, những cái kỷ niệm mà chị nhớ từng cái ban nhạc một và từng cái địa chỉ của từng người bạn chị ở Hà Nội. Xong cái bài hát đó chị hát vào lúc nào thì em thấy chị có chi nhớ hết sức là minh mẫn, bên cạnh sức khỏe em nghĩ là cũng làm cái điều hết sức là đặc biệt. Vâng, cảm ơn chị. Xin kính chào tất cả các thân hữu của tôi, thân hữu yêu quý của tôi. Tôi chần chừ mãi, mới là con nó mời mãi, tôi mới quyết định thu xếp công việc nhà để tới thăm nước Mỹ, thăm các con, các cháu và thăm mấy đứa cháu nội mà từ ngày các cháu sanh ra đến giờ tôi chưa hề được gặp mặt.
Và nhân tiện thì cháu Hoàng Trọng Thụy có nói rằng là biết mẹ hát từ 1950, bây giờ là 2010, thì chúng con sẽ làm cho mẹ để kỷ niệm 60 năm ca nhạc của mẹ. Thì tôi cũng chấp nhận thôi, nên đành thu xếp công việc nhà để đến đây thăm con cái. Và thứ nhất là khao khát để gặp lại các người xưa, bạn xưa để tâm sự với nhau. Hôm nay tôi thật cảm động vô cùng gặp lại tất cả bao nhiêu bạn bè mà trước 1975 chúng tôi đã thường gặp nhau. Suốt 35 năm, bây giờ mới lại gặp được. Người thì nhận được ngay, người thì phải nghĩ mãi, rồi phải bảo làm ơn nói là ai đi cho tôi nhận được. Thay đổi rất nhiều và gần như là ai cũng đẹp ra hết. Thưa quý vị, xin quý vị chú ý đây là tấm ảnh chụp ở Đài Phát Thanh Hà Nội 1951, vừa nhân viên, vừa nhạc sĩ, vừa ca sĩ. Trong đó có ông giám đốc Đài Phát Thanh, có ông Thẩm Oánh, có tất cả các ban, có các sướng nhân viên, có các kỹ thuật, và cũng còn thiếu một số. Và tôi là cái cô bé đứng ở giữa kia, cầm cái ví cười tê tét đó. Dạ thưa, đây là 1951, ở trong phòng ghi âm của Đài Phát Thanh Hà Nội. Đây là 10 giờ ngày Chủ nhật năm đó. Và đây là chương trình nhạc yêu cầu. Mỗi một sáng Chủ nhật, Đài Phát Thanh Hà Nội ngày đó có chương trình yêu cầu. Ai thích bài nhạc nào thì viết thơ lên và ban chương trình sẽ sắp xếp. Thì hôm đó có nhiều người yêu cầu bài Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa. Và lúc đó tôi chuẩn bị hát Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa. Xin mời quý vị quay về lại Hà Nội 1951. Xin quý vị đừng cười vì bây giờ đã gần 60 năm rồi, tôi hát lại thì có điều gì không phải và dở quá thì quý vị bỏ qua cho. Đây là tôi dẫn chứng cái lịch sử đó rồi thôi. Chiều đơn em đến thăm anh một chiều mưa, mưa rầm rề đường trơn ướt tiêu điều. Em đến thăm anh người em gái ta mơ màng, mặt thuyền chiều mến sưởi ấm lòng anh. Em đến thăm anh chiều đông giá, em đến thăm tôi chiều mưa gió đường xa ngại ngùng. Mặt nhìn mặt cầm tay bâng khuâng không nói một câu, lời nghẹn lời hồn anh như say như ngây. Đó đây cách xa vời, chiều vui mưa nàng ca, xót thương kiếp bênh bông, dẫu khăn khít đôi lòng. Chiều nào em xa chân bước in âm thầm
trên đường, một mình ngoài mưa, mưa như mưa trắng. Lòng anh, lòng bồi hồi nhìn theo chân em chìm trong ngàn xa. Ta ước mơ một chiều theo nắng, em đến chơi quên niềm cay đắng và quên đường về. Tụi em được nhìn thấy chị ở trên sân khấu mà chị đã một mình diễn dịch lại những cái hành trình của mình từ cái lúc chị bắt đầu đi hát cho đến khi mà chị không được hát nữa, và chị kể lại những cái tình bạn, những cái kỷ niệm mà chị nhớ từng cái bản, từng cái ban nhạc một và từng cái địa chỉ của từng người bạn chị ở Hà Nội. Xong cái bài hát đó chị hát vào lúc nào thì em thấy chị có chi nhớ hết sức là minh mẫn. Bên cạnh sức khỏe, em nghĩ là cũng là một cái điều hết sức là đặc biệt. Cảm ơn chị. Chị nghĩ coi, trời cho mỗi người một số vốn thì mình xài nhính nhính. Em nghĩ là chị có làm thêm lời đấy chứ. Mình xài nhính nhính. Chị có cái bí quyết nào mà làm thêm cái vốn nó ra lời nhiều thế? Vâng, đó thì cũng là mình giữ gìn, chị cố gắng. Đó là mình nói bản thân mình thôi, chứ không phải là ai cũng thế chị. Vâng, đúng trời cho mình, có lẽ chẳng bù đắp cho mình những cái mà đã cất chị đi của mình. Nhiều. Chị phải gánh vác nhiều. Không, mình không dám nói cái đó. Vâng. Cất đi của mình những điều gì. Vâng. Đó, và sau cùng lại tặng thưởng cho mình. Vâng. Thì tôi mê nhất là sức khỏe thôi. Tức là chị cái luật bù trừ. Vâng, của tôi mê nhất là sức khỏe thôi chị. Đúng vậy. Vâng. Chị. Em thấy ở trong cái album của chị bắt đầu là cái hình chị năm nay chị bao nhiêu tuổi, cái hình này bao nhiêu ạ? Chị bao nhiêu? Cái này là 1950. Vâng. 50 thì mình đâu 17 chị nhỉ? 17 tuổi. Đấy 17 tuổi chị. 17 tuổi. Vâng. Thế là chị đã bắt đầu bước vào lĩnh vực ca nhạc rồi. Vâng, đấy. Vâng. Thế thì chị ngoài cái bài Cánh Bằng Lướt Gió, sau đó thì chị trình diễn những cái nhạc phẩm nào thứ hai chị còn nhớ không? Vâng, nhiều lắm chị. Dạ, vâng. Như nhạc buồn của nhạc chiều của Doãn Mẫn, dạ, vâng, Gió Xa Khơi, dạ, vâng. Gió Xa Khơi, em một bản nhạc rất là khó. Dạ. Chị tưởng tượng lúc đó tôi bé mà ông ấy viết nhạc sao lên tới nốt xón trên, vâng. Tôi hát đúng. Vâng. Thế mà bản nhạc nào của nhạc sĩ hát, nốt nào, tông nào tôi vâng. Đúng tông nhạc sĩ em không nghĩ phải là phiền. Cái lúc đó là cái bình minh của cái nền tân nhạc Việt Nam ấy chị. Vâng. Thành ra tiếng hát của quý chị với của em không nhớ rõ rõ lắm về giọng hát nam. Vâng. Nhưng mà giọng hát nữ em nhớ là rất là trong. Vâng. Nó rộn rã, nó tưng bừng mà nó trong vâng. Trẻo như là cái buổi sáng mùa xuân vậy đấy chị. Vâng, chị thành đúng vâng. Và nó như tiếng gió nữa dạ, chị. Vâng, tiếng vâng. Chim hót, vâng. Tiếng gió thành vâng. Ra là rất những cái rất là mê, tôi mê lắm chị. Vâng. Và em thấy hình như là khi mà quý chị hát cái âm thanh nó đi một cách nó phơi phới. Vâng. Như là cái gió nó cất lên hay như cái lụa mà bay, em không biết mô tả thế nào, nhưng mà rõ ràng cái cung cách đó và cái âm điệu ngày đó bây giờ khó tìm thấy lại lắm chị. Chị hiểu tại sao? Dạ. Tại vì trời phải cho thiên phú mà chị. Trước là thiên phú, dạ. Sau là luyện tập. Với chị có nghĩ là cái không khí, cái môi trường của mình sinh hoạt lúc đó đấy chị, nó cho các chị cái trong sáng, cái tươi mát, cái trẻ trung và cái hớn hở của những buổi sáng mùa xuân như em vừa nói trong cái nền tân nhạc Việt Nam lúc ban đầu ấy chị. Vâng, thưa chị, lúc đó là vâng. Mình vẫn còn gọi là âm nhạc cải cách. Dạ, thưa chị, đúng vậy. Chưa có gọi vâng. là nhạc mới hay gì, không có. Chưa gọi là tân nhạc đấy chị nhỉ, mới gọi là âm nhạc cải cách thôi. Âm nhạc cải cách vâng. Là ở miền Bắc. Vâng. Còn tân nhạc là của miền Nam để so sánh với cái cổ nhạc. Khi hồi đó toàn những cải lương chị. Và hoặc là hát những bài mà nhạc Pháp, lời Việt. Thế thôi. Chứ còn các ông sáng tác cũng quá ít. Em thấy chị có chơi trong những, chị có hát trong những cái ban nhạc mà có cả nhạc công người Pháp. Vâng. Chị có hát tiếng Pháp bao giờ không? Không, tôi không hát tiếng Pháp bao giờ, mà tôi chỉ hát nhạc Pháp, lời Việt. Vâng. Thế thôi. Cái này hình này là chị 17 tuổi, Trang vẫn là 17 tuổi phải không ạ? Không, 18 rồi. 18 tuổi rồi, 1 năm sau rồi. 1951. Em thấy chị rất là tự nhiên và thoải mái. Vâng, tính tôi thế chị. Vâng, vâng tính tôi. Không có rụt rè, không có vâng, vẻ như là... Vâng, bạo, hơi bạo bạo một chút. Rất là tự nhiên. Vâng. Bây giờ thì xuân thì rồi chị ạ. Vâng, đây là, cái này đã 19-20 rồi chị. Vâng, 19-20 rồi, vâng. Thế chị, thế năm nào chị mới vào Nam ạ? Khi tôi hát Hà Nội thì vâng. Xin nói để chị không... Không phải là khoe mình gì, dạ, vâng. Nhưng mà rất được khán thính giả Hà Nội. Dạ chắc chắn rồi. Yêu mến. Dạ, vâng.
Vâng, thì họ quý lắm, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi phải vào Nam nữa. Vì lúc đó miền Nam, tức là chị vào Nam trước Hiệp định Geneva. Vâng, tôi vào Nam đầu năm 1953, vâng, mà chị 2 năm sau mới là di cư. Vâng, di cư vào 2 năm sau. Thế chị vào Sài Gòn chị có hát ngay cho Pháp Á hay là... Không, tôi vào Sài Gòn là tôi xin phép đổi và làm việc cho Đài Phát Thanh Quốc gia. Tại vì Đài Phát Thanh Hà Nội trực thuộc Đài Phát Thanh Quốc gia Sài Gòn. Thì tôi xin được đổi vào Sài Gòn. Thì tôi được chấp nhận. Đấy, chị tiếp tục làm ở Đài Phát Thanh Sài Gòn. Tôi làm Sài Gòn xong rồi. Thế chị có phải hồi đó ở đường Phan Đình Phùng không chị? Tức là đường Phan Đình Phùng. Đường Rizzo hay đường... Rizzo. Rizzo, nhớ Rizzo. Thế chị, Thế chị trong cái hình này đấy, em thấy là có chị Thái Thanh này. Chị không nhận ra ai nữa. Tất nhiên là ngoài chị ra có chị Thái Thanh. Vâng, chị này. Cái chị Ngọc Hà hồi đó là nổi tiếng ở Sài Gòn lắm đó chị. Chị chuyên hát nhạc vô như là nhạc rumba chẳng hạn. Chị hát giọng Nam không? Tiếng Nam. Em không được biết. Tiếng Nam thôi chị, chứ chị không hát tiếng Bắc. Chị nhất quyết là chị cứ giữ cái giọng Nam đó. Giọng Nam đó. Thế chị như vậy, chị với chị Khánh Ngọc, chị Thái Thanh, chị Thái Hằng là cùng một lứa không ạ? Dạ không, tôi hát trước Đài Phát Thanh Hà Nội. Vâng. Bởi vì gia đình Thăng Long với ông Phạm Duy thì đi vào... Họ dinh tề đấy. Vâng, dinh tề và chị ở lại Hà Nội ngắn ngủi mà cũng không giai đoạn có, chuyển tiếp có trình diễn gì cả. Không ai biết là ban Thăng Long hay là ban Phạm Duy chết. Vào miền Nam, khi đó họ mới làm việc. Thưa quý vị, đây là ban nhạc Hạ Uy Cầm cho nhạc sĩ Đỗ Liên. Nhưng 1951, chúng tôi đang trình bày chương trình ca nhạc của rạp Olympia Hà Nội. Như tôi nghe chú bác sĩ Cường nói rằng cái rạp Olympia đó nó ở phố Hàng Gia Hà Nội. Vâng, xin cảm ơn chú Cường đã cho tôi biết nó nằm ở phố Hàng Gia Hà Nội. Hôm đó thì tôi hát bản nhạc chiều của Doãn Mẫn. Bài nó như thế này ạ. Chúa buông tiếng âm thầm trong chiều vàng. Thưa quý vị, ban nhạc Hạ Uy Cầm đang trình bày ở Đài Phát Thanh Hà Nội, chuẩn bị trình bày thì các anh ở trong đoàn chụp hình. Thưa quý vị, đó là Hoàng Giác và Tiếu Lan, bạn tôi và tôi. Thưa quý vị, hôm đó tôi hát bài Ngày Về. Tung cánh chim tìm về tổ ơi, nơi sóng bão ngày giờ đàm thơ. Thưa quý vị, biết ai đây không? 1954, tôi ra Hà Nội cùng với chị Thái Hằng để đi lần đầu tiên tôi về Hà Nội. Thì tôi đến thăm anh Hằng Hoàng Giác ở 224 phố Hàng Bạc. Quý vị nhìn kìa, cái tường nghĩa là lở loang hết cả gạch. Anh Hoàng Giác còn dạy nhạc ở trong một cái phòng bé tí. Tôi lại thăm anh chị Hoàng Giác thì anh rất cảm động. Chúng tôi xin chụp tấm hình đó. Đây là tấm hình 1994 ở Hà Nội, phố Hàng Bạc đấy. Dạ thưa, đây là ban nhạc Hoàng Trọng cũng trình bày ở rạp cinema Hà Nội 1951. Rồi. Dạ thưa, đây là bắt đầu tôi vào Sài Gòn đầu năm 1953. Dạ thưa, đây là tháng 12 đêm Noel tại rạp Nam Việt ở chợ cũ ngày xưa đó, có chợ cũ đó. Đây là đại nhạc hội, quý vị để ý sẽ nhận thấy là Thái Thanh, Tâm Vấn, Ngọc Hà, Phi Thoàn, Mạnh Phát, Ngọc Thanh, Trần Văn Trạch, Đức Quỳnh vân vân diễn cái đêm Noel tại rạp hát Nam Việt ở đường chợ cũ 1953. Đây đặc biệt, tấm hình này đặc biệt mà chắc là may ra chỉ có còn tôi giữ được. Đây là nghệ sĩ Ái Liên
Mà ngày xưa tôi bé tí tôi rất là phục chị Ái Liên. Chị Ái Liên đem phim Con Trâu vào Sài Gòn để trình chiếu. Và ngồi bên cạnh đó là cháu Ái Loan, con đầu lòng của nghệ sĩ Ái Liên, tức là chị ruột của Ái Vân bây giờ. Thì Ái Loan đã mất sau đó một thời gian. Thì vào đây chúng tôi là nghệ sĩ miền Nam thì có mấy buổi chiêu đãi cho nghệ sĩ Ái Liên đem phim Con Trâu vào Sài Gòn chiếu. Dạ thưa, đây là quý vị để ý này, nghệ sĩ Túy Hoa. À, bà Túy Hoa đó hay đóng tivi ngày xưa đó. Rồi đến ca sĩ Minh Nguyệt. Rồi người đệm dương cầm Ngọc Thanh. Và Hoa hậu Đông Phương Túy Phượng, con của nghệ sĩ Túy Hoa. Dạ thưa, đây là danh ca Minh Trang, mẹ của Quỳnh Giao. Vâng, chúng tôi hồi đó thì rất thân với nhau. Chị thì tuy lớn tuổi rồi nhưng mà lúc nào chị cũng thương tôi như là người bạn rất thân. Dạ thưa, đây là Đài Phát thanh Pháp Á hồi đó 1954. Thì có ông Tây, ông bay từ Pháp qua, ông làm một chương trình cho Sài Gòn. Thì ông mời tôi hát. Vì hôm đó thì tôi chọn bài Nhạc Buồn của Chopin, lời của nhạc sĩ Thẩm Oánh. Bản nhạc đó, chị quý vị cũng đã biết rồi. Thì tôi xin nhắc một câu trong đó. Ôi đàn năm xưa gieo rát buồn ngân, dùng bao lời gió nhắc ta bao ngày xa xưa, là ủa phải ta. Đó, thưa, đây là tấm hình tôi hát ở Campuchia, bây giờ gọi là Campuchia. Lúc đó là tôi hát bài Chiến Sĩ Của Lòng Em. Thưa quý vị, tôi hát bài, tôi đến đây được 12 ngày rồi, nhưng mà tôi cố tình để tìm tác giả của bài Chiến Sĩ Của Lòng Em là nhạc sĩ Trịnh Văn Ngân. Nhưng mà tôi chưa tìm được điện thoại và cũng chưa để gặp anh ấy được. Thì hồi đó tôi hát bài này rất là thành công. Đi đến đâu thì ai cũng yêu cầu tôi hát Chiến Sĩ Của Lòng Em. Có lẽ vì như thế tôi hát nhiều quá, các dạp nào cũng yêu cầu tôi hát. Đi rồi các lục tỉnh, rồi Cần Thơ, Mỹ Tho, từ thuở đó tôi hát bài Chiến Sĩ Của Lòng Em. Có lẽ nó đã vận vào người của tôi. Xin quý vị hiểu cho. Thắm dình xe nhắn mơ nhờ mai, dẫu khó sang hèn nào có dám chi ai, nhưng tơ duyên em vẫn chưa giang muối, ai biết đâu lòng em mộng hão nhìn mơ vẫn vơ tình si. Bạc lắm tiền nhiều quyền quý với cao xa, trong tâm thâm nào em đâu có mà. Khi được nhà yeah.
chiến sĩ quân lòng em đón đưa ước mơ ở chiến trường xa dài nam dầm mưa nhịp bước oai hùng tràn tiến trong tim em trong khi vang ca say chị. Em chắc rằng là 60 năm với âm nhạc của chị thì nhiều kỷ niệm lắm. Nhiều lắm chị. Và có một hôm em đã thưa với chị là có lúc nào chị nghĩ đến tiếc nhớ cái tuổi thanh xuân của chị không? Thì chị nói phải trình bày trước công chúng đâu chị. Mình sống với mình mà. Vâng. Mình vẫn hát một mình. Vâng. Vẫn ở nhà ngồi nhặt rau muống, cũng hát vo gạo, cũng hát chị. Nhớ lại những ngày xưa hát của mình. Là cái thế giới âm thanh đó đã giữ chị được trẻ trung. Vâng, lúc chị, nào vâng. cũng giặt quần áo cũng hát. Đấy, nói chuyện nấu cơm cũng hát, vâng, như thế thôi, vâng. Chắc là ngôi nhà chị ở tràn đầy âm thanh phải không chị? Vâng, thưa chị, luôn luôn có tiếng hát nho nhỏ của tôi. Vâng. Vâng, những bài nhạc cổ ngày xưa mà tôi nhớ lại. Chị rất là hạnh phúc phải không ạ? Vâng, thích lắm chị. Hát như vâng. Vậy. Vâng, có đâu cần gì phải ai nghe chị, một mình nghe lấy cũng được. À, có lẽ mình là khán giả đầu tiên của mình, khán giả đầu tiên của mình phải đấy, không tôi chị? Hát nghêu ngao từ bé, cứ hát nghêu ngao ở nhà. Vâng. Vâng, thế rồi bây giờ cũng thế. Đây là một cái gì còn sót lại sau cái hành trình 60 năm của chị. Vâng. Trên con đường âm nhạc. Vâng. Thì thưa chị, nếu mà ngoài những bức hình này ra đấy, chị còn những cái bức hình nào trong ký ức của chị mà chị có thể mô tả lại nhưng mà nó không có đây cho em được nhìn, được thấy, có không chị? Cái đó thì bí mật. Bí mật. Đó là bí mật. Có nhiều lắm nhưng mà bí mật. Mà ngày nào đó có thể tiết lộ cho chị Bích Hà biết. Chị có viết bút ký ạ? À? Viết hồi ký chị? Tôi cũng viết rồi nhưng mà rồi thì lại lười rồi lại để xó. Chắc chị nên viết về. Em nghĩ là chị có một cái may mắn thứ hai mà em nghĩ là cũng hiếm người có được. Là ngoài cái vấn đề tài năng thiên phú trời ban cho chị, ngoài cái giọng hát, ngoài cái nhan sắc nữa. Cảm ơn chị. Chị cũng cách nào đó cũng gắn liền với lại những cái nổi trôi của đất nước. Vâng. Vâng, trong cái nhiều cái biến cố hết sức là hãn hữu. Thành ra cái đó cũng là một, em nghĩ cũng là một cái rất là một cái nét rất là đặc biệt của chị. Thành ra có lẽ chị nên viết để lưu lại không những cho con cháu mà để cho một cái gì để lại. Vâng, hoặc là người nào mà có thể rõ ràng về cuộc đời của mình thì họ viết cũng được, thì tốt hơn là mình viết nữa chứ chị. Thưa quý vị, đây là bức hình có vẻ hơi dữ một tí ạ. 1955 cũng đã bắt đầu chuyển biến. Đây là bài Người đưa thư đã đi qua. Cái hồi tôi vào Sài Gòn, tôi nhớ nhà quá. Ngày nào cũng mong thư. Thế thì nhạc sĩ Trịnh Văn Ngân là tác giả bản Chiến sĩ của lòng em đó mới viết cho tôi một bản này đó, Người đưa thư đã đi qua. Nhạc sĩ Trịnh Văn Ngân viết cho tôi. Cái bài nó, cái lời rất dễ thương, nó như thế này. Người đưa thư đã đi qua, nhưng cớ sao không ngừng mà cứ đi, cứ đi, cứ lạnh lùng đi.
Dạ, đây là bản khúc đàn tâm. Cũng ít người hát lắm. Có hình tôi đấy, ít người hát lắm. Thì bản nhạc này á, muốn thế nào cũng được. Tâm sự, trái tim, tâm. Nhưng mà chắc là không phải là tâm dấn rồi. Nhưng mà cũng hát tặng quý vị một câu rất lãng mạn. Ngày xưa các nhạc sĩ ngày xưa làm nhạc hay quá. Tôi xin hát cái khúc điệp khúc cho quý vị nghe xem nó có thật sự lãng mạn không. Ngồi bên em, anh quên hết ưu phiền. Hồn say sưa tắm giấc mơ thần tiên. Ngồi bên em, ôi giây phút mơ huyền. Nguồn yêu đương tươi thắm tươi cho lòng. Thưa quý vị, có thấy đúng là lãng mạn mà, lãng mạn tình tứ mà. Thưa quý vị, tấm ảnh này là đại nhạc hội ở Dạp Việt Long. Dạp Việt Long nó nằm ở đường Cao Thắng, bây giờ thì thay đổi hết rồi. Hai ông bà chủ Dạp Việt Long, nhạc sĩ Thu Hồ, tôi, ca sĩ Minh Diệu, anh Đức Quỳnh, Minh Tần, Trần Văn Trạch và vợ chồng Châu Kỳ cùng ca sĩ Minh Nguyệt. Chụp năm 1955, đại nhạc hội. Dạ thưa, đây là Đài Phát Thanh Đà Lạt 1954 với sứ ngôn viên Thu Thu. Thưa quý vị, đây là anh Trần Văn Trạch. Hồi chắc thế nào ở đây cũng nhiều quý vị nghe cái bài Sổ số kiến thiết quốc gia. Mua số quốc gia giúp đồng bảo ta, mua lấy xe nhà giàu sang mấy hồi. Bây giờ tưởng niệm anh Trần Văn Trạch, anh đã mất rồi. Tôi rất tiếc vì anh Trần Văn Trạch rất thân với tôi từ ngày tôi ở Hà Nội vào. Đây là Tỳ Bà Viện ở ngoài Huế. Hồi đó tôi ra Huế hát cho Đài Phát Thanh và sân khấu và ra Đà Nẵng thì đến nhà giáo sư nhạc sư Trần Nguyễn Hữu Ba. Đây là Tỳ Bà Viện ở ngoài Huế đó. Dạ đây là bản Thu Tàn. Tôi hồi đó 1949 thì tôi có hai người bạn là Văn An và Vũ Nhân thì cùng với tôi, và hiện nay bây giờ thì chúng tôi hát bài Thu Tàn và hai anh này làm nhạc và lời. Thì hiện nay bây giờ anh Vũ Nhân dạy nhạc ở Hà Nội, còn anh Văn An thì ở Ban Mỹ Thuật. Ba chúng tôi kể bây giờ là đi 61 năm rồi, vẫn thường xuyên liên lạc với nhau và vẫn còn sống cả. Vâng. Dạ thưa, đây là bài Tình Thắm tôi hát ở Đài Phát Thanh Hà Nội đầu tiên năm 1952 của anh Vũ Nhân. Cái ảnh là chụp từ Hà Nội. Đây là ảnh chụp tóc ngoéo ngoéo này theo kiểu Lý Lệ Hoa ở bên Hồng Kông đấy. Tóc ngoéo ngoéo hết cả đến đây. Thời nào cũng nó cũng theo thời đấy. Nhạc sĩ Ngọc Bích, khi mà anh ở hậu phương vào Hà Nội thì thân với chúng tôi ngay, cùng hát với nhau rất nhiều bài của anh Ngọc Bích. Sau đó anh ấy bỏ đi vào Sài Gòn, anh ấy làm chương trình cho Dạp Hát Văn Cầm. Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng. Những bản nhạc đó ngày xưa tôi mê, tôi thích lắm. Dạ thưa, bạn thân từ ngoài Hà Nội, còn bé tí với nhau, Khánh Ngọc. Đây là 1970, tôi hát bản Hình Ảnh Một Buổi Chiều của Lâm Tuyền và Dạ Trung với ban nhạc Tiếng Tơ Đồng do nhạc sĩ Hoàng Trọng điều khiển. Hồi xưa tôi ở Hà Nội thì tôi đã nghe cái bản nhạc này rồi. Lời của anh Dạ Trung có những cái lời mà làm cho mình, nghĩa là có thể chết người được đó. Có mấy câu thơ mà anh Dạ Trung anh ấy viết như thế này mà tôi hay nhớ mãi. Anh không giữ trong tay một kho tàng hay một danh vọng nào cả. Anh chỉ giữ hình ảnh một buổi chiều,
khi ánh nắng vàng nhuộm mái tóc em. Đàn chim tung cánh xa khuất mờ, mùa thu lưu luyến tình thương nhớ, nhớ mãi đâu ai nhuộm nắng vàng, buồn biết bao giờ cho hết. Đó là một câu trong bài Hình ảnh ngoài buổi chiều. Thưa, đây là em gái tôi Tâm Đạt, có cái nhà trong Tân Sơn Nhất. Em gái tôi biết rằng em gái tôi phải tạm biệt tôi xa đi, nên bảo tôi rằng chị chụp vài tấm hình với em để kỷ niệm. Vì em gái biết rằng tôi ở lại rồi. Thì ngày chụp ảnh hôm đó là ngày 17 tháng 3 1975, là bức ảnh chót của tôi ở trong Tân Sơn Nhất. Quý vị, em nghe chị kể là cái biến cố tháng 4 75 đó, thì trong khi tất cả họ hàng thân quyến ở bên chị chuẩn bị để mà đi di tản, thì chị biết là bởi vì thuyền theo lái gái theo chồng, chị nghĩ là phu quân không có dự định đi nước ngoài, cho nên chị chắc chắn là chị sẽ ở lại. Tại nên chị làm hành trang, chị tiễn biệt bạn bè đi, nhưng mà biết là mình sẽ ở lại. Em rất là cảm động khi mà thấy chị mô tả cái đó. Em cũng không nói ra bằng lời được, nhưng mà chắc chắn là đối với người nghệ sĩ tự do là trên hết, có phải không chị? Thế nhưng mà đánh cuộc với số phận. Không, cái chuyện này tôi định rằng một ngày nào đó, một hôm nào đó, tôi dã từ đất Mỹ trở về Sài Gòn của tôi. Có thể tôi sẽ kể. Tôi sẽ kể. Bây giờ chuyển sang thời kỳ mới. Đây là buổi hát giúp đỡ anh Văn Cao. Bởi vì hồi đó thì cũng chưa cho hát nhạc xưa đâu. Nhưng vì anh Văn Cao đau nặng ở Hà Nội, nên các anh em ở trong này mới bảo rằng thôi, để làm một buổi ca nhạc hát lấy tiền để giúp đỡ anh Văn Cao. Thì đến mời tôi, bởi vì hồi đó thì các ca sĩ cũng đi hết rồi, còn có mình tôi ở lại thôi. Thành ra các anh ấy đến mời tôi hát thì đầu tiên tôi cũng từ chối, bởi vì lâu quá mình không ra sân khấu, cũng ngại ngùng lắm. Nhưng vì nghe anh Văn Cao đau nặng thì nên tôi phải nhận. Nên hôm đó tôi hát bài Thiên Thai. Mà bản Thiên Thai này thì tôi biết hát từ khi tôi còn mới 12 tuổi, 1945, thì đã rất là phục rồi. Tại sao mà cái ông nào mà làm nhạc mà hay đến như thế? Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sân, nhớ lưu nguyện ngày xưa lạc tới đào nguyên. Dạ thưa, đây là nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, có rất nhiều ca khúc. Hôm đó anh cùng hát với tôi trong chương trình Đêm Nhạc Văn Cao. Phạm Trọng Cầu có nhiều bài, chẳng hạn như là Em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại. Dạ thưa, đây là anh Văn Cao và anh Lê Thương. Anh Văn Cao và Lê Thương đều rất thân với tôi. Anh Lê Thương giúp đỡ tôi từ khi tôi ở Hà Nội vào, viết kịch, đóng kịch rồi đi hát cùng với tôi khắp nơi. Tôi quý anh Lê Thương là một bậc thầy và người anh cả của tôi. Anh Lê Thương đã mất. Quý vị nhớ bài Hòn Vọng Phu. Lệnh vua hành quân chống kiếm dồn, quan với quân lên đường, hàng người xe cuối cùng vượt đồi non núi sông. Lê Thương, mặc niệm anh Lê Thương một chút. Dạ thưa, đây là tấm ảnh này, nói quý vị rất là hiếm, bởi vì anh Đoàn Chuẩn rất ít khi chụp hình. Nhưng mà năm 1988, anh từ Hà Nội vào, anh đem tặng cho tôi 3 bông hoa sữa. Hoa sữa thơm quá, tôi mở ra và tôi bảo rằng sao mà tôi nhớ Hà Nội ngày xưa quá, và sao anh cẩn thận thế, gói cho tôi 3 bông hoa sữa còn rất là tươi.
nên có tổ chức mấy buổi ca nhạc. Sau anh Văn Cao thì bắt đầu cũng cởi mở một tí thì hát mấy đêm cho nhạc đoàn chuẩn. Anh đoàn chuẩn có đem cây đàn hao yên của anh vào mà anh chế cái đàn hao yên làm sao rất hay, mà anh đờn hay lắm. Quý vị chưa được thưởng thức cái tiếng đàn của nhạc sĩ đoàn chuẩn. Và hôm ấy thì tôi hát bản Chuyển Bến anh ấy đờn, và xin nói thật với quý vị rằng thiên hạ bà con rất là hoan hô, rất là thích lắm. Tôi hát lại một vài câu cho quý vị nghe bản Chuyển Bến. Chiều nay sao dâng nhanh màu tím, và mây bay theo nhau rơi bến. Một sớm thu về Chuyển Bến mơ, từ nay xa cách rồi bến xưa. Trong cái ngôi nhà của chị, chị có thể chị hát bất cứ lúc nào, chị cũng thưởng thức được những cái điều mà mình tự mình ban cho mình, phải không ạ? Thì em nghĩ là phải có một cái tình trạng tinh thần như thế nào mới có thể có một cái hứng khởi, mới có thể có những cái mà tự cho mình nó đẹp đẽ như thế chị ạ. Còn không thì mình lam lũ quá, mình vất vả quá chị, mình đâm ra oán hận, mình đâm ra chua cay, nhiều khi mình không có tỉnh táo để mà mình thưởng thức những cái vẻ đẹp trên thành đời. Ra mình lúc nào cũng sẵn sàng cho mình chị ạ. Vâng, thưa chị, thế này tôi vẫn nói rằng là ở đâu cũng có địa ngục, cũng có thiên đàng. Mình hãy tạo cái thiên đàng nhỏ bé cho riêng mình. Ở đâu cũng có địa ngục chứ chị ạ. Ở đâu cũng có thiên đàng. Thế thì em cùng với thính giả, khán thính giả ngày hôm nay chờ để nghe cái bí ẩn của chị. Và ước mong là sẽ có những cái dịp để mà chị tâm sự với khán thính giả, những người yêu mến chị mà vẫn còn yêu quý chị mãi. Và nhất là em gặp chị lần đầu như là gặp chị đã từ bao giờ vậy. Không có một tí xa lạ, không có một tí ngại ngùng giữa đôi bên. Em nghĩ cái đó là bởi vì tấm lòng mình đối với nhau thôi, phải không thưa chị? Vâng, em nghĩ là rất nhiều thính giả ở ngoài kia cũng đang chờ đợi để được chuyện trò với chị như vậy, và để nghe chị nói. Vâng, xin cảm ơn tất cả các thân hữu. Tôi xin nhường lại sân khấu cho nhóm trẻ. Về đây trong hoa lá hỡi cánh trang hương xa.